Làng ngày xưa quen thôi.
Hey!
nói đáng tin ăn mừng có phải tự nhiên lấy yến của nàng quê quán nơi đó và có chức tước gì nữa đồng quan dạ thưa nếu được ban tiếng xin chỉ giúp dùm anh thì nữ đất nam quê ở đất nam tự nhiên có nếu đúng là nàng ta cho phép nàng nước mặc cái nhân bộ sau đây xin tuân lệnh đó hãy
Thank you.
Dẫu biết rằng có sanh là phải có tử, nhưng hỏi mẹ đã trước hoàn cảnh tử biệt sanh ly mà chẳng đau lòng. Hôm nay đây, đứng trước di ảnh của người mẹ hiền kính mến, cho phép hai con được đại diện trong gia đình, xin được gửi lời cảm ơn đến quý ông bà cô bác đã chặn quãng đường xa xa xôi đến nơi đây thắp ba nén hương chia buồn cùng gia đình con. Thâm ân đó, nghĩa cử đó, gia đình con sẽ được khắc cốt ghi tâm trọn đời không bao giờ quên được. Và gia đình con cũng sẽ được gửi lời trân trọng lễ quý sư thầy cùng đại giá Văn Lâm về đây tụng niệm cho mẹ con những thời kinh đáng quý. Thâm cầu nguyện cho hương hồn của mẹ con được nhẹ nhàng về bên chân Đức Phật. Và gia đình con cũng không quên gửi lời cảm ơn sâu sắc đến cơ sở mai tăng Hòa Tiến Thọ Úc Râu và cùng toàn thể anh em nhạc sĩ trong ban nhạc lễ cổ truyền đội ân công, đội kẹp tay. Trong suốt những ngày vừa qua, các cũng đã tề tụ về đây tạo hết mọi điều kiện, mọi phương tiện cho buổi tăng lễ của mẹ em tiếp phần trang nghiêm và ấm áp. Bà con của má ơi, không có nỗi đau đầu bằng nỗi đau này, không có sự mất mát nào bằng mất một tình thân thấm. Trước tấm chân tình cao cả của quý ông bà cô bác, gia đình con không biết nói gì, cũng chẳng biết lấy trên đời đâu. Và giờ đây các con chỉ biết thành tâm gửi đến bà con cô bác dời ba lại yeah.
con người ta nhận biết rõ đâu là cội nguồn, là gốc của sự khổ đau. Bởi thế cho kỹ, kiếp người nếu có vui, chỉ là vui trên sự đau khổ đè nén mà thôi. Thế nên cổ nhất có câu, vui trong đau khổ, vui nào mềm đâu. Giống như người khát nước mà uống vào nước mặn, chỉ để đỡ khát trong giây lát, nhưng sau đó lại càng khát và khát nhiều hơn nữa. Nhằm gợi lên trang giáo lý Phật Đà mà khi xưa Thái thượng Tất Đạt Đa đã giác ngộ cuộc đời bằng sanh lão bệnh tử khổ, và đó cũng chính là nội dung. Thank you.
Oh,
Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.
vua, ta sẽ chào với hàng nhé. Thái tử nhớ ra sớm nha, trời đã khuya lắm rồi đó. Con có lỗi gì không nhiều thật lắm. Con xin từ biệt người, con ra đi là để tìm đường giải thoát chúng sanh thoát khỏi bể khổ trăm năm luân hồi. Con xin từ biệt. Giờ đây nó xin
khổ luân hồi khổ, tạo khắc nghiệp chi đạo. Nam mô hữu sanh hữu tử
hữu luân hồi, vô sanh vô tử vô khứ lai, sanh tử khứ lai không dời đổi, bước bao trần thế cửu liên đài, cung thịnh Thế Tôn đi trước, chúng đệ tử tiếp bước theo sau. Tu quang minh dần dắt lối ta đi, là nguyện lành ta khai ngộ tâm từ bi, là diệu pháp để đoạn ly
mẹ ơi, con tin tôi là biết duyên nhiều đời, mẹ sẽ tạo hòa giống lần nay mẹ thổ lần. Không thương người, không thương nhân giáo, cũng chẳng
này thân này. Nam mô đại đức đại từ bi, tầm tân cứu khổ quan thế âm bồ. Nghe bà đã có lòng giác ngộ, và nhờ sức thần trợ lực của tam bảo mười phương, nay ta thân chậu món và bàn trong xóa bỏ một hình cho bà thoát khỏi dòng tù tội. Xin đổi ơn đại đức đại từ bi quan thế âm bồ tát. Thân mình trong tôi xin đổi thế đức quan thế âm bồ tát. Lòng người tham sân phú phàm, tham sân si bao lệ phiền con đeo mãi. Thiết lễ kiệt xe quá giảng hương linh phụ bà
khi ai quân sanh 1951 căn mẹo bản sanh lúc 6:45 ngày 3/9 nhâm dần hương thọ thất thập nhĩ tế niên nguyện chân nghiệp giúp ta bà hồn về tịnh độ sen vàng kính phẩm nở qua có căn đức Di Đà Thọ Ký nhất thành thượng đạt dạng cõi băng tiêu nguyện đẳng đẳng chư vị hướng linh phụ bà nguyện tinh nhái được cao đăng Phật quốc kỳ cho gia quyến tất cả các con ngoại tôn nội tôn được gia đình được hoàn toàn thanh tâm an lạc tập tỉnh tiêu trừ sở nguyện tỳ tâm sở cầu như ý não chướng nghiệp chướng phiền não chướng tiêu tan tiêu diệt gia đình được tăng long phước thọ phổ quyền ân siêu dương tới pháp giới chúng sanh tình dữ vô tình đồng thành Phật đạo Nam Mô Di Đà Phật. Yêu diêu chân thế giới quay lại bảo liên tài liên chuẩn thế tôn thiền như lai tâm họ khí Nam Mô
nhất. Bạn thân ơi, số kiếp nhân sinh chỉ là cõi tạm trần gian. Dù anh và tôi ai sang giàu ai gian khó, mai xa kiếp con người về với cát bụi mơ thì cũng đều đổi thay trắng. Đời là phù du, ta sống hôm nay đâu biết về ngày mai sau. Hãy dành cho nhau bao nhiêu niềm vui đang có, không ganh ghét hận thù, chẳng gian dối lọc lừa vì kiếp người sẽ vội qua. Người ơi hãy nhớ ta là cát bụi, sẽ về cát bụi thì xin đừng toan tính thiệt hơn. Đời như thoáng mơ, được mất ta đâu ngờ, hỏi ai có bao giờ không trở về cát bụi đâu. Đời là bao, hãy mến thương nhau với bằng tất cả con tim, để rồi một mai khi ta lìa xa nhân thế, không lo lắng u buồn, chẳng nỗi tiếc muộn phiền truyền thế sự nơi trần an. Phụ du, ta sống hôm nay đâu biết về ngày mai sau. Hãy dành cho nhau bao nhiêu niềm vui đang có, không ganh ghét hận thù, chẳng gian dối lọc lừa vì kiếp người sẽ vội qua. Người ơi hãy nhớ ta là cát bụi, sẽ về cát bụi thì xin đừng toan tính thiệt hơn. Đời như thoáng mơ, được mất ta đâu ngờ, hỏi ai có bao giờ không trở về cát bụi đâu. Cuộc đời là bao, hãy mến thương nhau với bằng tất cả con tim, để rồi một mai khi ta lìa xa nhân thế, không lo lắng u buồn, chẳng nỗi tiếc muộn phiền truyền thế sự nơi trần an.
để rồi một mai khi ta lìa xa nhân thế, không lo lắng u buồn, chẳng nuối tiếc buồn phiền chuyện thế sự nơi trần ai.
pháp tiêu trừ. Tây thế thường hành Bồ Tát đạo, nguyện sanh Tây phương tịnh độ trung, cứu pháp liên hoa quy độ màu lư, nguyện duy tự công đức phổ cập tự nhân thiên, ngã đẳng giữ phương linh giai công thành Phật đạo. Cõi tịnh nghiệp nhất ta bà xem vào chính văn cho qua pháp thân nghiệp di đà tỏ trí. Từ đời tam chủ nguyện nhất dùng nguyện nhất anh đức đức anh nguyện thị tu mà nguyện thị tu nguyện dân hùng nguyện cẩm tăng nguyện nga châu trương giang dương châu phước sáng dương châu thủ dương anh thư dương châu đại pháp dương châu đại phước nguyễn ngọc như ý nguyễn phương quỳnh nguyễn phương quyên nguyễn việt kiệt tiến nguyễn thiện nhiên nguyễn phụng kiều nga nguyễn giang thiên vi thiện vi nguyễn hoàng phúc nguyễn thị thiên toa hiệp tam nguyên đấng nga cò siêu ương linh nguyễn thị ái hoan sanh tân mẹo niên hưởng thọ 72 tuổi mãn sanh ngày 13 tháng 9 năm nhâm dần. Nguyện ương linh nương nhờ Phật lực tinh pháp nghe kinh thần về cõi tịnh nghiệp giúp ta bà xem giảng chính phẩm trổ qua phật nghiệp di đà tỏ ký mô nguyện đàn ra tinh tế tâm kinh phước điền pháp giới nhân thiên tình nếu vô tình để thành Phật ngã là
quả thiêu quả tác cái thân xác này thì quý vị biết rằng thân của chúng ta đến giờ phút này nó như là khúc củi khô bể, không còn giá trị sử dụng nữa. Cho nên khi quả tác thì hương linh không nên sợ hãi mà hãy nhất tâm niệm Phật để cầu về Tây Phương tịnh độ. Và người sống, tức là con cháu của hương linh, thì cố gắng tạo những cái điều phước thiện để trợ tiến và hồi hướng cho hương linh được sanh về cảnh giới an lành, thay mặt cho chư tôn đức tâm ni cũng như toàn thể Phật tử của chùa Thiên Trì, hai vị tôn đức ở đây để thành thật chia buồn cùng với gia đình của quý vị. Nam Mô Thích Ca Mâu Ni Phật. Mình lên mình đặt bông lên con tay á, để ra đây đi, đặt lên cửa của bạn để ra thank you.
gia đình nhớ mang theo giấy xác nhận hỏa táng của trung tâm chúng tôi. Và một lần nữa thay mặt trung tâm hỏa táng đa phước viên chân thành chia buồn cùng tang quyến. Trời rộng lớn ơi, có nghe chăng tiếng em gọi? Mẹ giờ này ở chốn nào? Con đang mong nhớ về mẹ. Mẹ ở phương trời xa xôi, hay sao sáng trên bầu trời? Mẹ dịu hiền về với con nhé, con nhớ. Giờ này ở chốn rất xa, trong mơ con đã thấy mẹ. Mẹ dịu dàng hát khúc ca.
Hãy